Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình nha. Và hôm nay thì mình sẽ không làm về chủ đề hamster và mình muốn làm về một cái chủ đề là mình giới thiệu cái trang web của mình các bạn. Thì cái trang web của mình là cái chỗ mà mình đăng sản phẩm cũng như là giá cả ở đó. Thì mình thấy có nhiều bạn á, khi mà nhắn tin cho mình á, thì nhiều khi mình làm việc này việc kia hoặc là mình gói hàng đó các bạn, mình không có trả lời tin nhắn kịp cho các bạn. Thì có một số bạn cần biết giá với lại ảnh gấp á, thì cũng là bất tiện cho những bạn đó. Vì thế là mình quyết định là tạo ra một cái trang website, một cái website để mà cập nhật sản phẩm đồ, giống như là các bạn mua hàng trên Shopee gì đó. Thì một tí mình sẽ hướng dẫn các bạn mua luôn. Thì cái trang web này mình lập cũng khá là lâu rồi, thì chắc chắn là cũng có khá là nhiều bạn gọi là biết rồi. Đó, thì bạn nào chưa biết thì có thể xem video này và làm theo những hướng dẫn của mình nha. Rồi các bạn nào mua hàng mà cần biết giá gấp nè, hoặc là biết ảnh của sản phẩm gấp luôn, đó thì vào cái trang web của mình và trong đó mình có cập nhật giá ảnh đầy đủ hết những sản phẩm hiện tại mình đang bán ở shop mình nha. Rồi, và để vào cái trang web của mình đó, thì cũng khá là đơn giản đó các bạn. Đây là cái trang đất thú cưng của mình nè. Hiện tại thì mình đang sử dụng giao diện trên máy tính và giao diện mới của Facebook luôn, cho nên là nó hơi lạ một tí. Có gì các bạn xem trên cái điện thoại á, nó cũng đơn giản thôi à. Mình sẽ chỉ cho các bạn phần ở phần thông tin nè các bạn. Ở cái chỗ địa chỉ nè, đó thông tin rồi đó, thì ở trên điện thoại thì nó vẫn có cái phần này luôn nha. Các bạn vào cái trang fanpage của mình á, cái trang mà đặt hàng mình có để đường link ở dưới phần mô tả này luôn. Thì các bạn vào cái trang fanpage đó, rồi các bạn tìm ngay cái chỗ thông tin này, nó ở ngay ở giữa trang luôn á, các bạn cứ tìm là thấy à. Đó, thì các bạn sẽ thấy cái đường link trang đất thú cưng .com này của mình. Đây là cái đường link trang web nha, và các bạn chỉ cần bấm vào thôi, đó thì nó sẽ dẫn các bạn đến cái trang web của mình luôn, rất là đơn giản. Đây đấy, và cách thứ hai thì các bạn có thể vào phần Google nè, bạn điền chữ đất thú cưng .com nè, đó, và ghi liền không có dấu nha các bạn. Đó thì nó sẽ cũng ra một cái trang đất thú cưng luôn. Đấy, ok chưa? Thì theo cái cách thứ hai á, thì tại vì cái trang web của mình cũng mới lập đây thôi, thì nhiều khi các bạn làm theo cái cách thứ hai á, thì nó không có vào được, nó gặp lỗi. Vì thế là các bạn cứ vào cái trang Facebook bán hàng này của mình, trang fanpage đất thú cưng này, đó. Rồi các bạn vào cái phần thông tin này, các bạn bấm vào cái đường link giùm mình là nó sẽ hiện ra và nó sẽ nhanh hơn nha. Đấy, rồi ok. Thì hiện tại đây là cái trang web nè, trang web của mình nha, trang web của mình tạo luôn. Và ở trên này thì mình có cập nhật thức ăn nè, đây giá cả thức ăn nè, lót chuồng nè, mình phân ra từng một đồ rất là dễ dàng cho những bạn nào mà vào xem luôn. Đó, nó hiện ra rất là rõ ràng nha, tất cả lồng nè, giá cả rồi các thứ các kiểu, vật dụng đồ đầy đủ luôn nha. Rồi thì trên đây có một số thông tin các bạn liên hệ nè, các bạn chỉ cần bấm vào thôi, nó nhấp vào là nó sẽ tự động nhận đến cái phần tin nhắn đi, các bạn nhắn tin trực tiếp với mình để mà hỗ trợ. Rồi thì đây là cái giao diện trên máy tính, thì mình thấy các bạn đặt hàng thường là trên điện thoại đúng không? Thì bây giờ mình sẽ chuyển qua giao diện trên điện thoại và sẽ hướng dẫn các bạn đặt hàng trên cái web của mình, thì nó sẽ đơn giản hơn nha. Máy tính thì bạn nào biết xài máy tính thì các bạn có thể lên web mình đặt luôn, nó cũng khá là đơn giản, giống như là bạn đặt hàng trên Shopee vậy thôi. Đó. Và đây là cái giao diện ở trên điện thoại nha các bạn. Đây, nó cũng y hệt như là ở trên cái máy tính luôn, nhưng mà mình thiết lập nó gọn nhẹ hơn, đó, nó phù hợp với cái điện thoại hơn. Chứ bạn nào mà muốn xem sản phẩm mất giá và đặt hàng đâu đó, thì các bạn có thể lên điện thoại và xem giá luôn, giống y hệt như các bạn đặt hàng ở trên Shopee luôn. Đó. Rồi, thì đầu tiên đó chính là cái phần này là cái phần giỏ hàng nha các bạn. Đó, các bạn nhấp vào. Thì nếu như mà các bạn chưa có thêm hàng vào thì trong này tất nhiên là nó không có gì rồi. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ cái trang web của mình nha. Thì đầu tiên thì như các bạn thấy nè, đó, những cái sản phẩm nổi bật cũng như là thức ăn nè, phần thức ăn nè. Và nếu như mà các bạn muốn xem thêm nhiều cái loại thức ăn nữa thì các bạn có thể sử dụng đó là nút xem thêm. Bạn bấm vào nút xem thêm. Đó, thì nó hiện ra một loạt tất cả các loại thức ăn dặm, từ thức ăn dặm đến thức ăn hàng ngày. Đó, hiện tại có bên mà hiện tại mình đang bán. Rồi các bạn bấm vào số 2 nữa thì nó sẽ qua trang 2. Đấy, có rất là nhiều luôn. Đó, thì tất cả sản phẩm thức ăn hiện tại mình đang bán thì nó đều ở trong cái phần thức ăn này. Rồi các bạn muốn thoát ra thì các bạn có thể lùi lại thôi, bình thường. Và tiếp theo là phần thức ăn xong rồi, trên này thì chúng ta sẽ có phần sản phẩm nổi bật. Sản phẩm nổi bật thì ví dụ như là một số sản phẩm mà bán chạy đó thì nó sẽ hiện ra trên này. Đó, những nhà tắm nè, lòng đồ các thứ kiểu.
Đây, và thức ăn xong rồi tới phần cửa hàng lót chuồng nha các bạn. Lót chuồng thì chúng ta sẽ có các sang, các Ấn Độ rồi đó, rồi các bi rồi đó. Đồng thời có chổi luôn, các bạn muốn xem thêm các loại lót chuồng như là mùng cưa đồ, xem thêm thì các bạn bấm vào xem thêm thôi. Đó, rất là dễ dàng luôn. Đây, ra có mùng cưa thơm nè, mùng cưa nén. Đây là tất cả các loại lót chuồng giá bình dân nha, mình bán giá bình dân thôi. Còn những loại lót chuồng mà giá cao cấp hơn, ví dụ như là các thủy tinh gì đó, thì nói chung là mình không có bán nha, tại vì giá nó khá là cao, mấy chục ngàn một bịch lận đó, cao hơn cả các hoodie nữa, cho nên là mình không có lấy về bán. Hiện tại thì mình chỉ bán những cái lót chuồng cơ bản như thế thôi nha. Và tiếp theo là phần đồ chơi. Đồ chơi thì nói chung là có nhà rồi nè, đã đồ chơi thì có nhà rồi, đồ chạy rồi đó các bạn. Đây, mình sẽ vào phần đồ chơi nha. Đó, phần đồ chơi thì có cơ bản như thế. Thì vài hôm nữa mình cập nhật thêm nhiều sản phẩm nha các bạn. Hiện tại trên này nó cũng khá là đầy đủ á, nhưng mà nó chưa có đầy chi tiết cho lắm. Rồi phần lồng. Đây, phần lồng thì có vài mẫu mình cập nhật trên này khá là đầy đủ rồi nè. Đó, giá cả đâu thì các bạn có thể xem trực tiếp ở đây luôn. Rồi, và phần các vật dụng khác thì nói chung là những vật dụng linh tinh như là mài găng, bình nước rồi đó các bạn. Các vật dụng mà cần thiết cho nuôi được chuột hamster đó, khử mùi luôn nè. Đó, chén ăn, bình nước, đó, qua trang 2 thì chúng ta sẽ có thêm nhiều sản phẩm khác nữa, mài răng viên rồi các thứ các kiểu. Đó, rồi, nói chung là đại khái như vậy. Rồi, và để mua hàng trực tiếp trên cái web của mình luôn thì các bạn chỉ cần rất là đơn giản thôi. Trên Shopee các bạn đặt sao thì trên web mình các bạn đặt cũng tương tự như vậy. Thì các bạn lướt lướt nè, đó, thí dụ như các bạn muốn mua cái phần thức ăn đúng không? Đó, các bạn có thể bấm xem thêm để mà xem thêm nhiều thức ăn nữa. Đấy, đó, các bạn thường là các bạn mua thức ăn ngũ cốc đúng không? Thì các bạn bấm vào thức ăn ngũ cốc, đó, đó có là một loại hai, các bạn xem kỹ, các bạn bấm vào. Đấy, và các bạn muốn xem kỹ hơn là trong này có sâu hơn đúng không? Đó, thì các bạn bấm vào cái lớp nè, đó, các bạn phóng to ra, đó, sâu kỹ vào. Đó, coi có sâu không? Thực chất là trong này không có sâu nha các bạn, mình không có trộn sâu. Trong cái bình thức ăn loại 1 với loại 2 là mình không có trộn sâu. Tại vì sâu với lại mè là mình không có trộn, thì hai cái loại đó dễ bị kiến đó các bạn. Mình không có trộn vào, các bạn muốn cho nó ăn thêm các bạn có thể mua ở ngoài nha. Trong đây thì có thể thì nó có để tên nè, giá nè, rồi thức ăn hàng ngày dành cho tất cả các dòng hamster. Là cái chi tiết, thông tin chi tiết thôi. Đó, rồi mô tả bổ sung chi tiết. Cỡ dưới này thì nó sẽ tự động hiển thị thêm những cái sản phẩm liên quan, ví dụ là thức ăn dặm rồi đó, thì các bạn có thể xem thêm. Rồi bây giờ mình sẽ tập trung vào cái sản phẩm này. Nếu như mà các bạn muốn mua cái bịch thức ăn này thì các bạn làm gì? Các bạn bấm vào mua hàng. Đó, thì trên đây đã thông báo là gì? Thức ăn loại 1 đã được thêm vào giỏ hàng. Đó, rồi và nếu như các bạn muốn mua một số sản phẩm nữa thì các bạn có thể lướt phía dưới này để mà các bạn xem. Không nữa thì các bạn bấm vào cái mục ba dấu gạch trên đây, các bạn có thể vào những mục sản phẩm trên này nè. Đó, các bạn có thể xem thêm. Ví dụ bây giờ các bạn muốn mua lót chuồng đúng không, các bạn bấm vào lót chuồng cho hamster, nó hiện ra tất cả các loại lót chuồng nè. Các bạn muốn mua thêm mùng cưa thơm, bạn bấm vào mùng cưa thơm. Đó, và các bạn bấm vào mua hàng là nó sẽ tự động thêm vào cái giỏ hàng cho các bạn nha. Rồi, nãy giờ là mình mua hai món rồi đúng không? Bây giờ mình lướt xuống đây, mình muốn mua thêm một bịch trái cây sấy đi. Đó, bấm vào. Chỉ cần bấm vào thôi, rất là đơn giản chứ các bạn. Rồi, các bạn ví dụ như có cái bịch thức ăn này, các bạn muốn mua hai bịch, bạn bấm vào cái ô số lượng đây nè. Đấy, chỗ này nha. Rồi các bạn sửa lại thành số 2 hoặc là số 3 gì đó. Đó, vân vân. Rồi bạn bấm vào mua hàng. Đó, thì nó sẽ tự cộng vào. Xong rồi. Các bạn có thể ra trang chủ. Đó, bấm vào trang chủ thì nó sẽ ra trang chính nha. Thì các bạn có thể bấm vào đây. Đó, thì trong cái trang chủ này thì những tất cả những cái sản phẩm mà các bạn đặt nãy giờ thì nó sẽ bỏ ở trong cái giỏ hàng. Đây, số 64.000 nè, các bạn bấm vào. Đó, cái giỏ hàng á là nó giống như là cái xe mà đẩy á, các bạn đi siêu thị rồi đó, các bạn biết không? Đó, thì nó giống hệt vậy đó. Các bạn mua sản phẩm, các bạn để vào xong rồi bạn mua đủ, các bạn ra quầy, các bạn tính tiền. Thì trong đây nó cũng tương tự vậy luôn. Đó, các bạn mua xong, các bạn bấm vào giỏ hàng giùm mình thì nó sẽ hiện ra tất cả các sản phẩm và số lượng các bạn mua nãy giờ nha. Đây, bạn tập trung vào những cái này giùm mình. Đó, rồi trên này thì mình có ghi rõ nha các bạn. Ghi rõ là để bỏ sản phẩm thì khách có thể điền vào ô số lượng bằng 0, sau đó bấm cập nhật giỏ hàng, hệ thống sẽ tự động bỏ sản phẩm. Rồi, và nếu như mà các bạn muốn bỏ một cái sản phẩm, ví dụ như ở đây mình đặt 3 món thử rồi và mình muốn bỏ bịch mùng cưa thơm đi, tại vì nhà các bạn có mùng cưa rồi, đúng không? Thì bạn bấm vào cái ô số lượng này giùm mình. Đó, rồi các bạn sửa thành số 0. Sau đó các bạn làm gì? Bạn bấm cập nhật giỏ hàng ở phía dưới này. Đấy, bấm vào. Rồi, hệ thống nó sẽ tự tải lại. Đó, và nó sẽ bỏ đi cái mùng cưa thơm.
Thì chúng ta sẽ còn hai món mà đặt thử nãy giờ là thức ăn loại 1 nè, trái cây sấy, số lượng thì nó ghi dưới này luôn. Đó, số lượng hồi nãy các bạn có thể đổi lại thành số 1 là các bạn mua một bịch thôi thì nó sẽ giảm còn 10.000, hai bịch là 20.000. Đấy. Rồi các bạn sửa số lượng rồi các bạn nhớ bấm cập nhật giỏ hàng nha. Thì thôi hệ thống nó không biết, nó không có tính tiền được á. Đấy. Rồi, xong rồi. Và nếu như các bạn mua hai giỏ này, xong rồi các bạn kiểm tra số lượng nè, đó giá cả giùm mình nha. Rồi xong. Và cái phần mã ưu đãi này thì hiện tại mình chưa có tạo, và một số một hai ngày nữa mình sẽ tạo nha. Và mình sẽ có cái mã ưu đãi dành cho các bạn, khi mà các bạn nhập vào đây thì nó sẽ giảm giá nữa cho các bạn nha. Rồi và lướt xuống một tí nữa thì nó có phần bạn có thể thích nè. Đây là một số sản phẩm nữa thì nó hiện các bạn muốn mua thêm thì mua, không thì thôi, bản phần này không quan trọng. Rồi và chúng ta sẽ quan trọng ở phần cộng giỏ hàng này. Thì nó tạm tính cho các bạn là tổng đơn nãy giờ các bạn mua là 38.000 là hai món này nha. 28 với lại 10 là 38.000. Đấy, nó tính sẵn đây luôn. Đó. Tổng đơn 38.000, các bạn bấm vào tiến hành thanh toán giùm mình. Rồi và sau đây thì nó sẽ hiện ra một cái trang thông tin thanh toán. Thì chỗ này các bạn nhập tên giùm mình nha. Tên, ví dụ nhập tên mình đi. Tên Đạt nè. Đó, số điện thoại của mình luôn. Đó, rồi email. Email của bạn là gì? Các bạn có email thì điền vô, không có thì các bạn điền email của ai cũng được. Cái email không quan trọng lắm. Rồi thành phố Hà Nội hoặc là ở đâu đó Cao Bằng chẳng hạn. Rồi điền quận huyện đâu đầy đủ cho mình nha các bạn, để cho shipper người ta dễ giao hàng á. Các bạn điền thiếu thì nhiều khi điền thiếu thì chắc chắn là trên này nó không cho cập nhật rồi. Các bạn điền đủ cho mình. Các bạn không biết cái địa chỉ ở đâu thì các bạn có thể hỏi người thân giùm mình nha. Rồi vào chỗ ghi chú này nè. Đó thì các bạn có thể ghi chú thêm giùm mình là thí dụ như là gói hàng kỹ chút nha. Đó. Rồi gói hàng sớm tí, rồi hoặc là các bạn đi học thì các bạn có thể ghi chú này là giao buổi chiều hoặc là buổi sáng giùm mình nha, để mình nhờ shipper người ta giao chính xác cho các bạn. Rồi và sau đây thì sẽ đến cái phần cuối cùng là đơn hàng của bạn nè, phải kiểm tra lần cuối cho mình nha. Đó, thức ăn đồ thì nó đẩy rồi, số lượng đồ đầy đủ hết và tổng là 38.000. Rồi số này là cái phần các bạn thanh toán thì các bạn có thể chuyển khoản. Đó, nếu như mà các bạn muốn trả tiền mặt khi nhận hàng, bạn bấm vào cái ô này cho mình. Đó, thì nó sẽ hiện ra một cái dòng thông tin là khách hàng sẽ được kiểm tra hàng và thanh toán khi nhận hàng. Lưu ý phí ship sẽ cao hơn so với thanh toán chuyển khoản do thu thêm phí dịch vụ COD. Sếp sẽ liên hệ qua số điện thoại để báo phí ship. Là khi các bạn chọn cái thanh toán này á thì cái phí ship nó sẽ cao hơn khi mà các bạn thanh toán bằng chuyển khoản qua ngân hàng. Thì các bạn cái này các bạn cần lưu ý nha. Nếu như mà các bạn muốn phí ship nó giảm lại một tí thì các bạn có thể chọn thanh toán bằng ngân hàng nha. Còn ở đây thì thường là các bạn đặt hàng bên mình thì các bạn đều sử dụng cái dịch vụ là nhận hàng và thanh toán tiền luôn. Đó. Thì cái phần phí ship á thì các bạn cứ đặt đi, rồi mình sẽ thấy đơn và mình sẽ alo là cái số điện thoại mà các bạn nãy điền vào thông tin chỗ này nè. Đó, điền vào chỗ này số điện thoại này thì mình sẽ alo lại và báo phí ship và tổng số tiền đơn hàng chi tiết cho các bạn luôn. Rồi và cuối cùng thì chúng ta sẽ bấm vào đặt hàng, và trước khi mà bấm vào đặt hàng á thì các bạn bật đọc cái dòng cuối này giùm mình nha. Và sau khi bấm vào đặt hàng thì hệ thống sẽ gửi cho bạn theo một cái mã đơn, thì các bạn vui lòng là ghi lại cái mã đơn nha, để thuận tiện hơn khi gặp vấn đề gì đó. Thì nếu như cái đơn của bạn nó bị cái vấn đề gì đó thì các bạn đưa mã đơn mình kiểm tra nó sẽ dễ hơn. Còn không thì các bạn cởi ghi cũng được, cũng không quan trọng lắm. Rồi các bạn bấm vào đặt hàng giùm mình. Rồi ok, như vậy là chúng ta sẽ đặt xong một cái đơn hàng khá là đơn giản đúng không các bạn? Đó. Thì trên web của mình á thì các bước nó hơi phức tạp một tí so với các bạn đặt hàng trên Shopee. Đó, thì có thể là các bạn đặt hàng trên Shopee nhiều thì nó chưa quen khi mà các bạn qua đặt app của mình. Đó, thì ở đây thì nó có ghi đầy đủ nè, mã nhận đơn nè, các bạn có thể lưu được cái mã này. Đó, ngày đặt nè, rồi tổng đơn tổng tiền hàng thôi nha các bạn, còn tiền ship thì mình sẽ alo và báo với ship sau cho các bạn nha. Rồi, tại vì phí ship là nó còn phụ thuộc vào trọng lượng nữa, thì trên web này mình chưa có cài được cái phần đó. Đó. Rồi ok, và đây là tổng tất cả giá cả rồi nè. Đó, là phương thức thanh toán tiền mặt khi nhận hàng, đồ các thứ các kiểu. Rồi. Xong. Rồi các bạn cần liên hệ gì đó thì các bạn có thể bấm vào những cái phần này. Đó, số điện thoại, email, địa chỉ mình có đầy đủ nha. Facebook, YouTube có đầy đủ luôn. Đó. Rồi, và sau khi các bạn đặt xong á thì hệ thống nó sẽ báo về cái phần quản lý của mình, và sau khi mình thấy cái đơn của bạn thì mình sẽ chủ động liên hệ lại để chốt đơn lần cuối, và mình sẽ gửi hàng đến tận nhà các bạn luôn. Và nếu như mà các bạn chọn phương thức là thanh toán tiền khi nhận hàng á thì các bạn nhận hàng thanh toán tiền cho shipper cho mình luôn, y như là các bạn đặt hàng trên Shopee này, Lazada các kiểu nha. Rồi ok. Rồi các bạn muốn ra đặt một đơn mới thì cũng dễ thôi, các bạn vào bấm vào cái ba dấu gạch rồi vào trang chủ giùm mình. Đó. Rồi, đã rất là nhiều sản phẩm ở trên này, mình một hai hai ngày nữa mình chụp ảnh thêm cho đây đẹp đẹp một tí, và mình sẽ cập nhật trên này thêm cho đầy đủ sản phẩm các bạn lựa nha. Thì cái cách này theo mình thấy thì nó sẽ tiết kiệm thời gian hơn những bạn nào mà cần ảnh hoặc là giá gấp á, thì các bạn lên này tham khảo giùm mình, và các bạn vào cái đường link ở trên fanpage giùm mình nha, thì nó sẽ ổn định hơn. Đó. Rồi. Ok, và cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình nha, và nhớ ủng hộ mua hàng giùm mình nha. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video gần nhất nha. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.